Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đỗ Thị Dung, giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Ninh, huyện Khoái Châu. Rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết học ngày hôm nay. Ở những bài trước của chương 3 hình học lớp 9, các em đã được học về góc ở tâm. Hôm nay, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu về một loại góc nữa với đường tròn, đó là góc nội tiếp. Vậy, góc nội tiếp là gì? Có tính chất như thế nào? Cô mời các em vào bài học. Một, định nghĩa. Các em quan sát hình vẽ. Em có nhận xét gì về đỉnh, về cạnh của góc BAC với đường tròn tâm O? Ta thấy góc BAC có đỉnh A nằm trên đường tròn tâm O. Hai cạnh AB, AC chứa hai dây cung của đường tròn. Góc BAC được gọi là góc nội tiếp. Ta có định nghĩa góc nội tiếp. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Ở đây, cô lưu ý với các em, góc nội tiếp phải có đủ hai điều kiện. Thứ nhất, đỉnh phải nằm trên đường tròn. Thứ hai, hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn. Góc BAC là góc nội tiếp của đường tròn tâm O khi và chỉ khi đỉnh A thuộc đường tròn, cạnh AB, AC chứa hai dây cung của đường tròn. Cung BC nằm trong góc BAC được gọi là cung bị chắn. Cung bị chắn có thể là cung nhỏ hoặc cung lớn. Vận dụng định nghĩa, các em làm cho cô ví dụ 1. Hãy quan sát các hình sau và cho biết góc nào là góc nội tiếp, vì sao? Dễ dàng, các em sẽ thấy góc A, góc C và góc D là các góc nội tiếp vì có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn. Các góc B, góc E mặc dù có đỉnh nằm trên đường tròn nhưng hai cạnh không chứa hai dây cung của đường tròn. Vậy đây không phải là góc nội tiếp. Các góc ở hình F và H có đỉnh không nằm trên đường tròn nên đây cũng không phải là các góc nội tiếp. Đến đây chắc các em đã hiểu rõ về định nghĩa góc nội tiếp. Vậy các em thử liên tưởng trong thực tế tìm những hình ảnh minh họa về góc nội tiếp. Cô dành cho các em 10 giây. Các em đã tìm được hình ảnh nào chưa nhỉ? Có một hình ảnh rất quen thuộc với các em. Đó là chiếc đèn ông sao. Khung để làm đèn ông sao cho ta hình ảnh minh họa về các góc nội tiếp. Đây. Ở các bài trước, các em đã biết số đo của góc ở tâm bằng số đo của cung bị chắn. Vậy, số đo của góc nội tiếp có liên hệ gì với số đo của cung bị chắn? Cô mời các em sang mục 2, năm mã, định lý. Các em hãy vẽ hình sau và bằng dụng cụ hãy so sánh số đo của góc nội tiếp B, A, C với số đo của cung bị chắn BC. Các em thực hiện. Cô sẽ cùng thực hiện với các em. Ở đây, bằng thước đo góc, chúng ta sẽ đo được góc nội tiếp BAC. Cô được kết quả 35 độ.
để xác định số đo của cung BC. Các em thấy số đo cung BC bằng góc BOC. Vậy ta tiến hành đo góc BOC. Được kết quả 70 độ. Vậy số đo của cung BC cũng bằng 70 độ. So sánh ta thấy góc BAC bằng một nửa số đo cung BC. Qua đo đạc, các em sẽ dự đoán được số đo trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng một nửa số đo của cung bị chắn. Và đây cũng chính là nội dung của định lý về góc nội tiếp. Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Trong đường tròn tâm O, góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC, thì ta suy ra được góc BAC bằng 1/2 số đo của cung BC. Ta sẽ đi chứng minh định lý này trong 3 trường hợp. Trường hợp 1, tâm O nằm trên cạnh của góc BAC. Trường hợp 2, tâm O nằm bên trong góc BAC. Trường hợp 3, tâm O nằm bên ngoài góc BAC. Chúng ta sẽ chứng minh định lý trong từng trường hợp cụ thể. Trường hợp 1, tâm O nằm trên cạnh của góc BAC. Các em thấy trong trường hợp này, để chứng minh góc BAC bằng 1/2 số đo của cung BC, quan sát ta thấy số đo của cung BC bằng số đo góc BOC. Nên ta sẽ đi chứng minh góc BAC bằng 1/2 số đo của góc BOC. Hay góc BOC bằng 2 lần góc BAC. Đến đây dễ dàng các em nhận thấy góc BOC là góc ngoài của tam giác OAC tại đỉnh O bằng tổng góc A cộng góc C. Mà tam giác OAC cân tại O, ta sẽ có được góc A bằng góc C. Nên góc BOC sẽ bằng 2 lần góc BAC. Và định lý của chúng ta được chứng minh trong trường hợp 1. Trường hợp 2, tâm O nằm bên trong góc BAC. Để chứng minh góc BAC bằng 1/2 số đo của cung BC, liệu ta có thể áp dụng trường hợp 1 vào đây không các em? Hoàn toàn được, đúng nào? Để áp dụng trường hợp 1, chúng ta hãy kẻ đường kính AD. Vậy các em thấy góc BAC bằng tổng góc BAD cộng với góc DAC. Và số đo của cung BC bằng số đo của cung BD cộng với số đo của cung DC. Nên ta cần chứng minh đẳng thức sau. Áp dụng trường hợp 1, ta sẽ có góc BAD bằng 1/2 số đo của cung BD, góc DAC bằng 1/2 số đo cung DC. Như vậy ta sẽ suy ra được tổng góc BAD cộng góc DAC bằng 1/2 tổng số đo của góc của cung BD cộng với số đo của cung DC. Và định lý cũng sẽ được chứng minh trong trường hợp 2. Còn trường hợp 3, tâm O nằm bên ngoài của góc BAC. Các em hoàn toàn chứng minh được tương tự như trường hợp 2. Cô vừa hướng dẫn các em chứng minh định lý trong trường hợp 1, trường hợp 2 bằng sơ đồ phân tích, việc trình bày chi tiết nội dung chứng minh này và chứng minh trường hợp 3 còn lại các em tự làm.
Vậy các em ghi nhớ cho cô định lý về góc nội tiếp. Góc nội tiếp có trong một đường tròn, góc nội tiếp có số đo bằng một nửa số đo của cung bị trắng. Từ định lý này, ta sẽ suy ra được một số các hệ quả. Các em sang 3 La Mã, hệ quả. Quan sát, cô có ví dụ 2. Cho hình vẽ. Khi góc A1 bằng góc A2, hãy so sánh cung DC và cung DB. Câu B. Khi cung DC bằng cung DB, hãy so sánh góc A1 và A2. Câu C. So sánh góc C và góc D. Ta hoàn toàn làm được bài tập ví dụ này, rất đơn giản các em ạ. Hoàn toàn từ định lý ở câu A, ta có góc A1 bằng một nửa số đo của cung CD, góc A2 bằng một nửa số đo của cung DB. Mà góc A1 bằng góc A2 nên ta suy ra được số đo cung CD bằng số đo cung DB, hay suy ra cung DC bằng cung DB. Từ kết quả của câu A, các em nhận xét thấy rằng trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau sẽ chắn các cung bằng nhau. Và đây là nội dung thứ nhất của hệ quả. Câu B. Khi ta có tương tự như vậy, các em cũng sẽ thấy là góc A1 bằng 1 phần 2 số đo của cung DC, góc A2 cũng bằng 1 phần 2 số đo của cung DB. Mà cung DC bằng cung DB, nên số đo của cung CD sẽ bằng số đo cung DB. Vì vậy, ngược lại ta lại suy ra được góc A1 bằng góc A2. Vậy, nếu có cung BD bằng cung CD, ta sẽ suy ra được góc A1 bằng góc A2. Câu C, các em thấy áp dụng định lý ta có ngay là góc C và góc D đều là các góc nội tiếp cùng chắn cung AB. Như vậy, nó cùng bằng một nửa số đo của cung AB. Và ta có ngay là góc C bằng góc D. Từ kết quả của câu B và câu C, các em thấy trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Đây là nội dung thứ hai của hệ quả. Tiếp tục, các em quan sát, cô có hình vẽ sau. Các em thấy góc A, C, B là góc nội tiếp và góc A, O, B là góc ở tâm cùng chắn cung AB trong đường tròn tâm O. Trong trường hợp này, cung AB là cung nhỏ, nên số đo của cung AB cũng bằng góc A, O, B. Vậy ta có góc ACB sẽ bằng 1 phần 2 góc A, O, B. Và trong một đường tròn, các em thấy rằng các góc nội tiếp có số đo nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ thì bằng một nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung. Và đây là nội dung của hệ quả thứ ba. Các em chú ý, nội dung này các em chỉ áp dụng với các góc nội tiếp có số đo nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Vậy các em thử tìm hiểu xem, với những góc nội tiếp có số đo lớn hơn 90 độ, tại sao ta không áp dụng được? Phần này các em về nhà tìm hiểu tiếp nhé. Tiếp tục, các em làm tiếp cho cô. Ví dụ 3. Cho hình vẽ. Biết góc BAC là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Hãy tính góc BAC.
sử dụng định lý dễ dàng các em cũng sẽ suy ra được là góc BAC sẽ bằng một nửa số đo của cung BC. Mà cung BC trong trường hợp này là cung nửa đường tròn, có số đo bằng 180 độ. Cho nên ta sẽ dễ dàng tính được góc BAC bằng 90 độ. Vậy các em thấy những góc nội tiếp mà chắn nửa đường tròn là góc vuông. Và đây chính là nội dung thứ tư của hệ quả. Vậy trên đây là hệ quả của góc nội tiếp. Các em lưu ý cho cô, các hệ quả này chúng ta sẽ xét trong một đường tròn. Nhưng trong quá trình giải toán thì các em sẽ còn bắt gặp những bài toán mà chúng ta sẽ có sự tương giao giữa hai đường tròn và sẽ hai đường tròn bằng nhau. Thì ở nội dung thứ nhất và thứ hai của hệ quả thì không chỉ đúng trong một đường tròn mà nó còn đúng với trong hai đường tròn bằng nhau các em ạ. Tất cả những hệ quả này sẽ giúp các em có thêm phương pháp để chứng minh các góc bằng nhau, các cung bằng nhau, chứng minh góc vuông và tính toán số đo của góc cung. Vận dụng cho cô định lý và hệ quả, cô trò chúng ta cùng đi làm một số các bài tập. Luyện tập 4, luyện tập. Bài tập số 1. Cho hình vẽ. Các em quan sát hình vẽ. Biết góc A, B, C bằng 30 độ. Yêu cầu bài toán câu A, tính số đo của góc A, O, C. Câu B, tính góc D, O, phẩy E. Các em thấy trong đường tròn tâm O, góc A, B, C là góc nội tiếp chắn cung AC. Theo hệ quả, ta sẽ có được trường hợp này góc ABC bằng 30 độ. Các em nhớ như vậy. Theo hệ quả, chúng ta sẽ có được góc ABC bằng 1/2 số đo góc AOC. Từ đó, chúng ta suy ra góc AOC bằng 2 lần góc ABC. Và ta sẽ dễ dàng tính ngay ra được là góc AOC bằng 60 độ. Tương tự như vậy, các em sẽ tính tiếp trong đường tròn tâm O phẩy. Chúng ta cũng có góc D, O, E bằng 1/2 góc D, O, phẩy E. Và suy ra được góc D, O, phẩy E bằng 2 lần góc D, O, E. Suy ra góc D, O, phẩy E bằng 120 độ. Bài tập số 2. Đây là một tình huống thực tế các em cũng gặp, đúng không nào? Bạn Hoàng có một nắp hộp hình tròn chỉ bằng eke. Hãy giúp bạn xác định tâm của nắp hộp hình tròn đó. Các em thử suy nghĩ và giúp bạn Hoàng. Cô sẽ hướng dẫn các em. Bằng eke, chúng ta hãy xác định các góc nội tiếp với đường tròn này là góc vuông. Đúng nhỉ? Hoàn toàn các em có thể xác định được. Đó là góc BAC. Theo hệ quả, ta sẽ thấy khi đó BC là đường kính của đường tròn. Một đường tròn khi đã biết đường kính để xác định tâm, ta có thể xác định trung điểm của đường kính. Hoặc
chúng ta có thể xác định một đường kính thứ hai bằng cách tương tự. Cô sẽ xác định được đường kính thứ hai MD. Hai đường kính này cắt nhau tại đâu thì đây chính là tâm O của đường tròn. Bài 3. Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn PQ. Bóng được đặt ở các vị trí A, B, C trên một cung tròn như hình vẽ. Hãy so sánh các góc B, A, Q, P, B, Q và B, C, Q. Theo hệ quả, bài tập này khá là đơn giản phải không các em? Ta có góc B, A, Q bằng góc P, B, Q bằng góc B, C, Q. Vì đây là các góc nội tiếp cùng chắn cung BQ trong một đường tròn. Từ kết quả của bài tập số 3, các em thấy trong thực tế, các cầu thủ đứng ở các vị trí A, B, C khác nhau trên cùng một cung tròn sẽ có góc sút vào cầu môn là như nhau. Như vậy, qua nội dung của bài học ngày hôm nay, các em cần ghi nhớ cho cô những nội dung kiến thức sau về góc nội tiếp. Thứ nhất là về định nghĩa. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn. Thứ hai, định lý. Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng một nửa số đo của cung bị chắn. Và nội dung của các hệ quả. Chúng ta có nội dung thứ nhất. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau, chắn các cung bằng nhau. Nội dung thứ hai. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Nội dung thứ ba. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp có số đo nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. Nội dung thứ tư. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Vận dụng các kiến thức này, các em về nhà làm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa, sách hướng dẫn. Và đặc biệt đây là một bài quan trọng nên các em sẽ ôn tập lại toàn bộ lý thuyết về góc nội tiếp để chuẩn bị cho tiết sau luyện tập về góc nội tiếp. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô hy vọng rằng sau những kiến thức mà cô trò chúng ta vừa tìm hiểu sẽ giúp các em có được thêm những kiến thức, phương pháp cũng như kinh nghiệm để giải các bài toán về góc nội tiếp. Thân ái, chào tạm biệt các em.